Christmas and Happy New Year. Kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với Sunrise City. Như thường lệ, cứ mỗi độ đông về, người người nhà nhà đều hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Vậy thì ở Sunrise City, mùa Giáng sinh năm nay có điều gì đặc biệt? Hãy cùng Cường và team của khách hàng điểm qua một số hoạt động của ban quản lý tòa nhà công ty BMC trong thời gian vừa qua. Noel năm nay, mặt tiền của tòa nhà được trang hoàng bằng những hình ảnh các chú người tuyết, đàn tuần lộc và dĩ nhiên cũng không thể thiếu hình tượng ông già Noel quen thuộc. Tại khu vực sảnh của các tháp, bộ phận dịch vụ khách hàng cũng chăm chút khu vực làm việc của mình để chào đón khách bằng cách thay đổi một diện mạo mới qua những cây thông, máng cỏ, tránh nhàm chán và cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội. Ngoài ra, nhằm thu hút được sự quan tâm của các bé thiếu nhi và tăng cường hỗ trợ quý cư dân, để nhân dịp này, các vị phụ huynh có thể nhờ đến ông già Noel đến tận nhà phát quà, vui chơi cùng các bé, những mầm non tương lai của một thế hệ. Khu công viên thiếu nhi cũng được bộ phận kỹ thuật bày trí lung linh bằng các ánh đèn được trang khéo léo trên cây và bên trong khuôn viên. Các bé vừa được thỏa thích vui chơi trong không khí Giáng sinh, vừa được ông già Noel phát kẹo. Nhìn những nét mặt hân hoan và tươi vui ấy, đội ngũ ban quản lý mong muốn có nhiều hơn nữa những sự kiện ý nghĩa như thế để mang đến những món quà tinh thần gửi đến toàn thể quý cư dân. Với mong muốn chung tay tạo dựng một cộng đồng văn minh, chúng tôi đã, đang và tiếp tục sẽ cống hiến hết mình nhằm tạo ra sự mới lạ, khác biệt theo hướng tích cực, mang đến những trải nghiệm hết sức mới mẻ cho khách hàng và hơn hết là mức chi phí tiết kiệm nhất cho phía chủ đầu tư.